Ví dụ như mình để mình phát hiện bị lệch hay bị cồn quê thì thế nào ạ? Siêu âm thôi, nhưng mà đặc biệt cái vòng này nó tuột hay không thì vẫn tránh thai được 99%, tại vì nó đang nội tiết mà, có tuột thì nó cũng vẫn tránh thai. Nhưng mà ý là tuột nó lấy ra ngoài luôn đúng không ạ? Thường là nó không ra ngoài luôn, nhưng nó tuột thấp rồi, không cọp ra hẳn ngoài đâu, trừ khi cái người nào kinh nguyệt quá nhiều thôi. Dạ. Nó tụt tập như thế thì là việc mình phải siêu âm mới biết đúng không ạ? Đúng rồi.